Anh nghe coi, hay là mày nói đại. Mày coi dự báo thời tiết, mày không lẽ mày coi mỗi tỉnh Hà Nội, thành phố Hà Nội. Mày coi đâu nữa, mày nói tao nghe. Tôi kêu cô đọc nghe chỗ Hà Nội. Hà Nội là cái nơi quan trọng với mày sao mà cả 60 mấy tỉnh thành. Đúng rồi, có cô, cái cô gì mới thăm á. Cô gì mới thăm? Chị Hiền. Chị Hiền à? Tóc ngắn ngắn không chứ ta chị Hiền là đó. Mà hay hay đi make up cho mi hôm ở ngoài Hà Nội. Mà tôi nói tôi thích cái. Trời ơi, người ta tên Hiền mà mày quất. Nhưng mà cô Hiền nó ở Hạ Long. Trời ơi, thế mà mày tưởng mà người ta tên Hiền mà mày chơi quả môi thâm người ta khỏi lạ. Người ta cảm thấy thế nào? Lại không rồi, mà mốt tôi đánh mà hăng cắm chửi ha. Ui trời, ta lại mày luôn. Mọi người, cái phong cách của nó là phong cách là thích kiểu môi thâm nhân trì. Bữa giờ về Hà Nội nó không ấn tượng ai, nó ấn tượng mỗi cái chị môi thâm đó. Rồi trong đầu nó cứ toàn môi thâm bà nội nó. Người ta nghe xong người ta người ta về người ta bởi đây có chị nó đi đập phàn luôn. Thì mày tin báo Hà Nội hôm qua nhắn tin cho tao mà đợt này là các chị vào cũng khá đông đấy, nên là mày chuẩn bị được gặp gỡ lại mọi người đi. Ok, thế tôi sẽ kịp chị ra đánh cho chị cái môi thâm là cho mày đánh ở nhà thôi, xong mày xuất hiện ở phàn đánh môi thâm lại mày luôn. Con này nó lắm trò thật chứ. Con này điếc tai thật chứ. Điếc cái tài nhiên, người ta đang đứng búng tài ta. Sao bình thường quá đó. Đấy. Ông ơi, ông chọc vô ông. Chọc cái gì? Đây cho ông trẻ nha. Cái gì? Cái con này nó dễ khóc thật. Mọi người nếu mà cho con này đóng phim là một giây thôi nó khóc ra nước mắt luôn. Con này nó hay thật, nó hay nhất là cái điểm nó mếu một phát thôi là nước mắt nó ra. Đây là những cái bộ phim mà đạo diễn mà lớn như cái nhân vật. Tao mai tao cho mày đi khóc thuê đám ma, đảm bảo là thu nhập rất cao luôn. Tại vì mày nhìn coi mày nước mắt chảy ngò luôn. Đó. Đây là mai đó, mọi người thấy không này, giọt nước mắt này. Đó, giọt nước mắt này. Tao tập nhập tâm, nhớ về người yêu. Nha, nhập tâm. Mày cứ tưởng tượng mày đang ở trong một cái đám ma. Ok là chập lại rồi. Chập lại. Ông gửi rồi. Cái gì? Lại cái con này đi. Tao đến từ 1 đến 3 này. Mày sập lại. Tao còn mỗi cái tài khoản để live stream thôi đó. Ông thế tôi biết đâu. Ông sao? Vậy con này đúng một diễn viên họa A của Hollywood. Nhập vai thật chứ. Ông chọc luôn kìa. Khóc phát là nước mắt ra. Công nhận con này nó giỏi. Công nhận giỏi. Chứ không lẽ cáo không cho tao cười. Mày khóc mày mếu đâu còn mày ra nước mắt. Con này ngày xưa mà kiểu xin tiền mẹ đi chơi game hay là gì, chắc là một giọt nước mắt thôi là mẹ đã cho ăn ngay. Con xin tiền mẹ chơi game, tuông cắt tiền. Tao còn chưa kịp nói mà mày đã khui nhân phẩm mày ra mày hả mi. Tao không ngờ mày là một cái con người đã từng giống như tao như vậy. Mày đưa lại cái cho Sơn này lên. Cùng live stream này. Anh nhớ cái nhà em chúc anh à. Anh sao? Để xíu lần này. 20:20 rồi. Come on. À, bố mày chiều mày nãy giờ. Ba gì đâu mà dữ gì đó, mình còn. Con vẫn dậy sao mà bình. Ba cái giải con cho. La một tiếng. Ôi. Tao bảo mày tao bị viêm sang mấy hôm nay mày đừng có mở máy lạnh kiểu vậy đâu Mia, tao chết luôn á. Dạ ông, tôi ghét ông rồi. Má, mày còn mất nét, là ho con gái mà bất dạy với cha như vậy thì sao mà cha bênh. Cãi cha còn chờ. Mày hủy hoại sức khỏe của tao như thế sao tao bênh được. Tối tao về tao đau đầu, đầu óc tao quay cuồng. Trong mơ, em quay cuồng trong điên loạn. Vừa lòng tôi. Trả lại cái đó mà tôi lấy. Lấy kệ mày thì của tao mà. Rách áo, rách. Đây là bộ đồ thái giám công công đó. Tôi đây. Cái con này, mày rách như vậy bố tao chịu được. Lát nữa tao đau đầu, tao quay cuồng nó làm do mày hết. Không hỏng vân tôi. Má, mày nhắc cái đầu bố vào đó nhìn tổng quá mi ơi. Ghê quá hả má, hạt chanh mà cố ra xong lấy hai cuộn phân bằng giấy vệ sinh này mà gạch vô. Quá
tôi nói là ông bớt nói câu đó thôi nha, ông cần không? Ok, trái cam, trái cam, ok. Bưởi, đúng không? Bưởi. Tao nhớ hôm bữa mày đi bơi, mày nhét hai trái bưởi vào rồi, ok, bưởi. Bưởi. Ok. Quá. Ok, trái bưởi nhưng mà hạt trái. Đi. Ok. Bông ra trái, bông ra. Mày làm đi. Trái bưởi, ok, được rồi. Thật quá. Mày làm đi. Người phụ nữ hai lưng này mày làm gì? Mày làm gì? Mày tính làm gì? Để xem con nó làm cái trò gì nhỉ? Mày làm gì? Thì bây giờ hạt chanh thì nói hạt chanh, nó không lấy hạt chanh, nói hạt bưởi. Mặt dơ. Mà tôi làm gì? Mày lại thích làm công công hả? Không. Cứ mặt dơ dùm đi. Mày đã nghĩ ra là trò gì rồi? Xong rồi mày. Mày nghĩ ra được cái trò gì đây? Mày cứ mặt đi. Xong rồi đó. Sao? Rồi mày làm gì? Ôi, cái này ở Việt Nam ta chưa thấy ai có cái sai bưởi như thế. Ở Việt Nam ta chưa thấy ai có cái sai này. Bị che mất rồi. Bưởi dữ chưa? Ôi nặng. Bưởi nặng quá rất béo. Bẻ rồi kìa. Sức mẹ kìa. Chép này xong lấy ra. Nó làm hơi quá đà, rất cuộn đó. Đâu? Đâu? Ủa? Nhưng mà hai trái bưởi nó không đồng đều. Người ta đi làm 30cc, 40cc, mày làm theo kiểu là bên phải có hơn bên trái. Hèn chi nó nặng chịu xuống. Vừa té qua bên phải là đúng rồi. Cái này đúng là mà nắm trò thật chứ. Đó, tao mắc cười với mày quá bia. Rồi, từ mai tao sẽ gọi mày là mi bưởi, ok. Mi bưởi cho máy lạnh cao lên chứ đi coi. Dạ, con cho máy lạnh xuống. Mày tăng máy nhiệt độ lên con nào, tao lạnh quá bia. Được. Con này, tao lạnh, tao ngất ra bây giờ. Không còn ai chăm sóc bảo vệ mày nữa đâu. Cảm ơn. Tốt. Lạnh quá. Rồi mọi người ơi, rất là nhiều sản phẩm đang trưng bày ở trước mặt mọi người. Chúng ta vào trong giỏ hàng và mua ủng hộ nha. Rồi để đây đi. Ui mày làm gì đấy? Cắt bự ăn luôn. Cái này đâu phải bự đâu. Cái này là dưa lưới mà. Cái cầm dao nó đâu cắt ra được. Rồi dao sạch giấy mà mày đi mày hay lấy mày hai trái cây. Không có cắt được đâu, ghê lắm. Ủa, kể chuyện gì? Nãy giờ đang nói chuyện gì? Kể ba ông chồng đi thầy là sao ta? Kể ba ông chồng là sao? Vụ ba ông là sao ta? Vụ ba ông chồng là sao? Không hiểu. Ủa, một người đang bảo cái gì nhỉ? Vụ ba ông chồng là vụ gì? Ba ông tâm sự với chú Hồng. À, trời ơi, nãy giờ có hôm nay có một vài ông chồng, nói chung là từ lúc mà bữa giờ rất là hiếm khi, từ nha, rất là hiếm khi mà tôi nhận được những tin nhắn từ các gọi là anh con trai. Thì hôm nay là có ba ông chồng ông nhắn tin cho tôi. À, thì nói chung là từ để xem qua lại tin nhắn, tại vì có tin nhắn nó dài quá. Đợi xíu nha, mọi người đợi xíu nha. Đâu ra? Con chắc cơ quá, không ăn được. Mà hết sơn, báo à.
đâu còn nửa quả này hóa đâu cắt ra ngoài nha mà từ này ta kể cho mọi người nghe rồi cắt đẹp này không ăn mới vui chứ. Rồi ok mọi người, từ xem đây. Để ta kể cho mọi người nghe cái bút quá đi. Bây giờ đang có 14.000 người xem thì trưa nay á, không phải trưa nay mà lúc sáng nay là mình vô tình mình giật mình dậy lúc 8 giờ sáng. Sau rồi mình có cái thói quen là cũng hay check tin nhắn chờ xem coi là có cái nội dung gì không. Thì trong đó là cũng có một vài những tin nhắn là của những người đàn ông. Thì trong đó là có người thì gọi tôi bằng bạn, có người thì gọi tôi bằng em. Thì có một anh tâm sự, anh bảo là chào Hùng nhé. Anh cũng đã theo dõi cái câu chuyện của Hùng và My cũng đã được mấy tháng rồi. Ban đầu thì anh cũng không hiểu lý do là tại sao vợ anh cứ mỗi giờ đến cái giờ tầm 8-9 giờ gì đó thì lại đi ra một cái góc khác để mà ngồi xem điện thoại. Xong rồi kiểu là cứ nhìn điện thoại được cười thầm. Xong rồi nhiều khi là kiểu tâm lý đàn ông mà nghĩ là vợ mình là kiểu là ngoại tình hay là gì tôi không biết. Nói chung là tôi không nhớ chi tiết cái câu nói đại loại, giống như kiểu là thấy vợ cứ cầm điện thoại ngồi cười cứ 8 giờ tối, tưởng là vợ mình là đang hẹn hò với anh nào hay là như nào đó kiểu vậy. Xong là có một lần là anh này anh ngồi anh rình, thì ra là cứ đến tầm 8 giờ tối là cái chị này chị ngồi ra một cái góc trong nhà đó thì ngồi xem livestream của tôi với lại My. Thế là cuối cùng là cười thầm vào, xong cuối cùng là ông chồng cũng bắt được cái quả tang trong hôm đó, xong mới hỏi là hai cái người này là ai mà sao cứ đến cái giờ này là em lại kiểu là bỏ chồng con một nơi để đi ngồi ra xem thế này kia. Sau đó bắt đầu là chị mới ngồi chị kể cho các anh chồng nghe là về cái câu chuyện của tôi với lại My. Thế là anh này nghe xong anh cảm thấy cũng tò mò, thế là bắt đầu từ 8 giờ tối ngày hôm sau là anh này cũng ra anh ngồi xem cùng với vợ, xem coi trên livestream này ông Hùng với con My nó làm cái gì mà sao vợ mình nó ghiền y như kiểu là đi xem phim hành động Hollywood đấy. Sau cuối cùng là ông chồng này ông cũng cuốn theo cái câu chuyện hàng ngày và xem những cái video edit, thì bắt đầu là thấy là cái câu chuyện của Hùng và My cũng rất là vui. Thế là anh mới bắt đầu anh nhắn tin, anh kêu là ban đầu là vì tò mò vợ xem coi là làm cái gì mà suốt ngày kiểu cầm điện thoại để coi hài hay là cái gì mà sao cứ đến cái giờ đó lại cầm cái điện thoại cười tủm tỉm một mình. Đấy, xong cuối cùng là bắt được quả tang cái vụ mà vợ đang ngồi xem Hùng và My. Thì anh nghĩ trong đầu là chắc là Hùng và My chắc là nói chuyện livestream vui hay là gì đó mới khiến cho vợ mình được bị cuốn hút như vậy. Thế là cuối cùng là anh cũng ngồi anh xem, xong rồi tối anh cũng lướt TikTok thấy mọi người edit, thì bắt đầu anh mới tìm hiểu về cái quá trình của Hùng và My, thì mới hiểu ra được là vợ mình không những là vì yêu mến cái Hùng và My là vì vui tính hay là gì đó, mà còn là một cái câu chuyện từ một cái anh chàng đi hát ngoài đường phố có điều kiện kinh tế rồi giúp một cái đứa trẻ là lạm dụng mà ngoài đường phố mà bây giờ thay đổi như vậy. Thì anh thấy cái câu chuyện rất là nhân văn đó. Xong rồi anh mới nhắn tin cho tôi, anh kêu rằng là nhờ có câu chuyện của Hùng và My thì buổi tối gia đình kiểu là vui vẻ đoàn kết cùng với nhau hơn, vui kiểu là gắn kết cùng với nhau hơn. Xong rồi tối xem livestream xong hai vợ chồng có làm cái gì không thì mình cũng có biết đấy, như kiểu đại loại là giống như thế mọi người hiểu không đấy. Đây là cái livestream á, nó làm cho cái sự gắn kết của hai gia đình gắn kết cùng với nhau. Rồi tôi để tôi kiếm lại thêm một cái nội dung tin nhắn nữa, ba ông gần này đúng không, đây thêm tôi đọc một cái tin nhắn gần đây nữa này, đây để tôi đọc cho mọi người xem nha. Có nghĩa là hai ba anh nhắn rồi nhưng mà tôi không nhớ hết được chi tiết cái nội dung nhắn là cái gì. Trời ơi Hùng ơi, con vợ của anh nó theo dõi cuộc hành trình của hai người mà xuống mấy ký luôn. Vì việc làm ý nghĩa của bạn giúp My có cuộc sống tốt hơn. Lúc hai người vui vợ anh cũng vui, lúc mà hai người buồn thì vợ anh cũng buồn. Sáng giờ nó khóc quá trời về cái việc này kia các kiểu đấy. Cái gì nói chung là anh rất là mong muốn rằng là tương lai của bé sẽ càng ngày càng được tốt hơn đấy. Xong rồi vợ anh nó rất là hay khóc vì một vài những cái video cảm động về hai chú cháu đấy, xong rồi bắt đầu là tâm sự với nhau kiểu này là anh kiểu vài câu như vậy đó mọi người đấy. Xong rồi cũng có anh kia nhắn tin mà nội dung nó dài tôi vừa tóm tắt cho mọi người nghe đó. Nói chung là rất là hiếm khi là có anh fan nam anh nhắn tin, tôi chỉ sợ là ông nào ông nhắn tin Hồng ơi vợ anh là mua sản phẩm của chú hơi nhiều đấy, bây giờ đang xếp xó nhà kìa, chú liệu hồn không thì trả lại tiền cho anh thì chết, thế là chết thôi. Còn đây là tâm sự kiểu là chuyện là tình yêu nhân văn dành cho cái câu chuyện này nó khác. Chỉ sợ là nhà sữa tắm này 10 chai, nhà không có ai có lông hết mà cũng mua 10 kem để lông, ra đường cũng không mấy mua kem trong nắng. Đấy, chú xem nhà anh đấy sản phẩm một xó, chú coi thế nào đấy, cái đó mới sợ. Còn đây là tình yêu nhân văn dành cho cặp đôi cùng nhau cố gắng đi lên. Chưa xài trả lại cho mình trả lại cho mày đó mọi người thấy không, đây là rõ ràng nếu như mà ai mà bỏ cái suy nghĩ của mình ra một xíu thì chúng ta thấy rõ ràng là câu chuyện đem lại cho
gọi là cái cảm xúc của rất là nhiều người, họ hiểu được ra là ý nghĩa của cái câu chuyện này là như thế nào. Thì đúng rồi, nhắc đến Hùng và nhắc đến My thì người ta hay gọi là nhắc đến cặp đôi, mà cặp đôi chú cháu, cặp đôi anh ca sĩ đường phố với lại đứa trẻ ngoài đường phố. Nói vậy đi cho nó nhanh, không lẽ cứ mỗi lần gọi ra là anh chàng đường phố với lại cô bé đường phố rồi cái nó dài dòng. Cảm ơn con gái. Thì cái hôm mà tôi dẫn con My đi nhận giải của TikTok đó, người ta cũng gọi là cặp đôi đường phố mà. Thì cái này là cái mà người ta hay gọi vậy mà. Ừ, ngon. Đường duyên thì em bất hạnh, đường duyên của anh thì anh cho em cửa rộng, em đưa cho em nè.